Đến với cuộc thi kể chuyện trực tuyến tỉnh An Giang năm 2023 với chủ đề sách lan tỏa tri thức, em xin gửi đến quý vị và các bạn câu chuyện Bác Hồ trong vườn hoa nghìn việc tốt. Xin thưa những tấm lòng thời vụ ngồi đây để được cùng nhau hướng về Bác Hồ Chí Minh, một tên gọi xuyết bao tha thiết trong lòng bao thế hệ người Việt. Giờ đây trong mỗi nhịp đập của chúng ta đều trào dâng nỗi niềm xúc động, tự hào biết ơn vị cha già của dân tộc. Trong không khí đặc biệt này, xin cho phép em được chia sẻ đến mọi người một câu chuyện có sức mạnh thổi cùng ngọn lửa sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nghe theo lời dạy của Bác, tụi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình. Rất nhiều thế hệ học sinh chúng ta đã thực hiện phong trào nhiều việc tốt. Mấy chục năm qua cho đến bây giờ đã có cả một vườn hoa nhiều việc tốt dâng lên Bác Hồ như một lời tri ân thành kính của tuổi thơ Việt Nam. Thuở sinh thời, Bác Hồ đã rất vui khi được dâng lên những bông hoa tươi tắn như thế. Niềm xúc động và lời căn dặn chí tình của Bác trong một lần ghé qua quê hương nhiều việc tốt là một câu chuyện nhỏ mà còn ý nghĩa đối với tụi nhỏ chúng ta ngày nay. Trên mảnh đất công công nhìn chữ ớt của chúng ta, phải nói đâu đâu cũng đẹp đúng như câu thơ luôn nha. Có gì đẹp hơn tên sông, tên núi, tên người Việt Nam. Cái tên Bắc Ninh không chỉ nổi tiếng về những làng điệu dân ca quan họ mà còn nổi tiếng là quê hương nhiều việc tốt. Câu chuyện của em xin được phép bắt đầu. Một buổi sáng đẹp như mơ, sáng mồng một Tết Đinh Mùi, ngày 9 tháng 2 năm 1967, Bác Hồ về Tam Sơn gặp mặt đại biểu các dân tộc Hà Bắc họp ở chùa Cảm Ứng. Xe Bác vừa tiến vào sân trường Nguyễn Thế Hải, học sinh lớp 1 đang nô đùa cùng các bạn bỗng reo lên: "Bác Hồ, Bác Hồ về thăm quê hương nghìn việc tốt." Cả đám thiếu nhi dừng chơi, xúm lại quay quanh xe Bác. Đồng chí cần vụ từ trong xe bước ra nhắc nhở các em rồi mời Bác xuống. Bác tươi cười nhìn các em rồi hỏi: "Các cháu đang chơi Tết?" "Thưa Bác, vâng ạ." "Thưa Bác, năm mới chúng cháu kính chúc Bác mạnh khỏe sống lâu." Các em đua nhau nói những điều từ lâu mong được thưa với Bác, nhưng hồi hộp quá, nói không được nhiều. Bác Hồ rất vui. Nghe các em nói xong, Bác bảo: "Các cháu làm nghìn việc tốt, có nhớ và làm theo những điều Bác dặn không?" "Thưa Bác, có ạ." Nguyễn Thế Hải đứng nghiêm đọc liên hồi năm điều Bác Hồ dạy như đọc đồng thanh ở lớp: yêu tổ quốc, yêu đồng bào, học tập tốt, lao động tốt, đoàn kết tốt, kỷ luật tốt, giữ gìn vệ sinh thật tốt, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm. Tất cả đều cười nhưng ai cũng vui vì Hải đã trả lời đúng. Khi Bác cùng các đồng chí lãnh đạo bước lên chùa, đội thiếu nhi danh dự đã dâng hoa tặng Bác. Bác nhận bó hoa từ tay liên đội trưởng Nguyễn Toàn Thắng rồi trao cho đồng chí cần vụ. Bác hỏi Thắng: "Cháu học có giỏi không? Có nhận được phần thưởng của Bác không?" "Thưa Bác, có ạ. Cháu nhận được phần thưởng của Bác 2 lần, một lần một cuốn sổ, một lần 2 quả cam. Cháu nhận được phần thưởng của Bác, cháu phải giúp đỡ các bạn học thật giỏi, lao động thật giỏi để nhiều người cùng nhận được phần thưởng của Bác, thế mới tốt. Thưa Bác, vâng ạ." Chuyện Bác Hồ thăm vườn hoa nghìn việc tốt đã khép lại, nhưng chắc chắn trong tâm mỗi người chúng ta đều tự muốn thưa với Bác rằng tất cả học sinh chúng cháu đều nguyện hứa như người liên đội trưởng ở Tam Sơn, Bắc Ninh năm xưa: "Thưa Bác, vâng ạ. Thưa Bác, vâng ạ. Thưa Bác, vâng ạ."
Chúng cháu xin khắc ghi và thực hiện tốt năm điều Bác dạy. Chúng cháu sẽ nhắc nhở giúp đỡ nhau cùng tiến bộ để không phụ lòng mong đợi niềm của Bác. Bác mong con cháu mau lớn khôn nói gót ông cha bước kịp mình. Kính thưa Bác Hồ ngàn lần yêu quý của chúng cháu, cháu xin gửi lòng mình vào bài ca Hoa Thơm Dân Bác. Nhưng cho hoàng ba khổ khao hoàng bay rực rỡ, nhưng như bông hoa tươi và đẹp trăm mềm. Cùng về đây khoe sắc thắm, cùng về đây ngã hương thơm. Bông hoa nghiệp việc tốt, bông hoa học hành chăm, bông hoa chỉ đôi mạnh để xứng đáng mang tên cha quang Bác Hồ. Là những bông hoa tươi kinh nhân Bác Hồ, nhưng chỉ cần thâm hồng mang niềm tin gượt cháy. Nhưng em ghi sao năm đều ba dài, vì ngày mai luôn phấn đấu, vì ngày mai hãy vươn lên. Thi đua nghiệp viên tốt, thi đua học hành chăm, thi đua xây dựng đời để xứng đáng mang tên cha quang Bác Hồ. Là những bông hoa tươi chim nhân Bác Hồ. Câu chuyện của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị.